cô nói con nghe, hồi đó ở đây mới có hòa bình về đây người ta trồng thuốc, trồng thuốc người ta khuya 4 giờ để gánh thuốc đi lên một chút người ta bán. Trời ơi, bà cho đi can thì bà cho, bà không cho bà kéo đợt đàn dông ngã ngang rồi là hết đi luôn. Là kéo hai đoàn dông hai bên đường á bà ha, hai đoàn, ngã ngang đường luôn. Hoặc ra đường rồi là không có dám đi. Trời ơi, ghê dữ đi. Rồi là đứng đó là giái hoài, giái chừng nào mà bà giúp cái đợt đàn dông lên rồi là mình mới đi được. Ừ. Vậy đó, bà Linh dữ lắm luôn, không ai vừa đâu. Mày dung tao mày nhát hả? Tao cắt vợ chứ mày dung mày nhát tao hả? Tao tao không có sợ mày đâu. Rồi giết rồi nó đốn cái me đó rồi. Ghê tiền. Đốn cái me nó bỏ rồi. Vậy là cháu của bà gặp ma thiệt luôn hả bà? Gặp. Ghê tiền. Ừ. Thì nó nhát mà, nó nhát thằng này mà. Vậy là thằng này nó ma lắm hả bà? Ghê vậy tiền. Nó leo lên cây me, nó ở trên cây me nó dung. Nó dung ào 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 cái thằng cháu nội tôi nó nói. Mày nhát tao hả? Tao cắt cổ mày giờ cho tao không có sợ mày đâu. Ồ, cũng gan ha, anh cũng gan ha. Ờ, thằng đó con trai tôi, cháu nội tôi cũng như chú vậy đó. Dạ. Ở đó mày nhát tao hả? Mày giờ chứ mày nhát ghê, tao. Ghê quá ha. Ờ. Ủa, ở đây có ma dữ lắm con ơi. Ghê lắm. Ghê lắm hả bà? Ừ. Cái vụ đá này nè. Dạ. Cái vụ đá này nè ha. Bà hai ở trên vụ đá đó đó. Là bà muốn cho người ta đi ngang ha, là bà cho đi, bà không cho đi rồi hai cây tầm dông bà quạt xuống lộ vậy nè. Bà không là làm biểu bà con hai vậy đó. Biểu ở đó nè, vô đá này nè, bà quạt hai cây tầm dông xuống lộ vậy nè ha. Còn hồi đó ông Năm Hinh mà ông còn chạy xe đó. Dạ. Bà quá là hai con rắn chà bá bà cái lu cái sạch cái bò dựng ra nằm đó. Ông ngừng xe lại, ông không có dám đi ra đó. Ông gái, ông ngừng xe đó, ông gái hoài. Ông gái bà cho con đi đi, bà giúp hai con rắn vô đi cho con đi qua. Gái một hồi biết bao lâu rồi là bà thâu hai rắn vô rồi là xe đi qua được đó. Dạ. Hồi đó xe ông Năm Minh chạy đi tôi. Vô đá đằng này chỗ có miễu đó. Nghe nó linh lắm. Mà miễu của bà hai miễu trên. Trên hả? Dưới đó là cái miễu ông Sơn. À, phải cái miễu mà mình đi có bậc thang lên đúng không? Đó rồi là cái bậc thang đi lên đó. Cái miếu đó là miếu của bà hai đó. Vậy là bà hai đó linh lắm heo à cô? Bà dữ lắm luôn. Hồi đó bà nội của mấy đứa này nè, cây trường cao vậy hen mà bà bắt khiến leo lên cây trường ở dưới này đi kiếm gần chết. Kiếm bà hoài kiếm không được tới chừng mà bà cũng khiến nha. Bà khiến cho cầm cái dọi bật lên trên cái đợt cây trường. Mới gặp bà nội nó ngồi trên. Cái dưới này mới kêu sao mà người kêu chị hai, người kêu má. Sao mà chị leo lên trên được? Tôi không biết làm sao mà tôi leo lên đây được. Bây giờ biểu tôi xuống làm sao tôi xuống? Phải kiếm cái thang đi cho tôi xuống mới được. Bà Linh dữ dằn lắm. Cái thoại bà hai như là nghe nhiều người kể là Linh lắm đó bà. Bà Linh dữ lắm luôn. Bà hai đó là bà Linh dữ dằn lắm. Đó, bà có biết mà cái miếu bà hai là đó sao mà thực thờ bà hai thờ tự bà con mà tin tưởng vậy bà? Trời ơi, cái tích xưa hồi đó, cái tích xưa là cũng dòng họ trong tâm chi ông bà nè. Gì hả? Là ông bà của bà luôn hả? Ừ. Nãy giờ nói trò chuyện với bà mà con quên hỏi thứ bà thứ mấy ha? Bà mấy? Thứ sáu. Bà sáu. Cô là thứ của cô thứ hai. Yeah. Mà theo có chồng về đây thì theo ông này là thứ sáu. Yeah, bà sáu đi ha. Ừ. Bà sáu năm nay nhiêu tuổi vậy bà sáu? 81. 81 còn. Ồ bà sáu 81 rồi hả? Ồ thấy trẻ chứ vậy. Nãy con tưởng bà là tầm khoảng 6 ngoài. 7 ngoài á. 81 rồi, tuổi thân. Dạ. Bạn ơi, vậy là bà miếu bà hai chảnh là cũng thân nhân trong gia đình mình luôn hả dòng bà? Dòng họ hết không?
là cái tích như thế nào bà hai bà Sáu kể cho con nghe với bà Sáu. Trời ơi, hồi đó mình cũng không có biết nghe cũng mấy người lớn người ta nói là bà chết rồi mới không ai nuôi, sanh ra rồi không ai nuôi, để trong cái cà ôm bự gì nè, mới đem nhét trong cái kẹt đá đó, nhét trong cái kẹt đá đó. Dạ. Rồi cái kiến nó mới cắn hai con mắt, không thấy đường hai con mắt. Rồi cái mấy cái người mà người ta đi lượm nhôm thao đồ đó. Dạ. Lượm miếng bơm đồ đó, hồi đó là miếng bơm, bơm nó bỏ ở đây vô răng, người ta đi lượm miếng bơm. Cái mới thấy bao đồ đó, cái mới trùng vô trong cái kẹt đá đó. Mà phải chi mà cái kẹt đá mà nó chặt đâu, kẹt đá nó cao lên gì nữa. Hai cái kẹt đá nó mo qua gì nè, cũng như cái mái nhà vậy. Dạ. Nó mới đem nhét cái bà vô trong đó. Cái ông đó mới trùng vô đằng ông Vũ, và cái đó là ông kiếm lượm miếng bơm. Ai ngờ vô gầu da không được. Gì đó? Sao vậy bà? Bà bắt ở lại, bà không cho da. Bạn ơi! Là bà lính vậy luôn ha, bà Sáu? Bà bắt ở lại, bà không cho da. Cái ngoài này 3-4 người ngoài này nè, đi chung đông đó. Ngoài này mấy người ngồi giái lại. Giái nói bà ơi, thôi giờ bà cho em con nó da, anh con da đi, đặng đi về chứ. Không có biết rồi chung vô đây phá của bà. Thành ra thôi giờ bà cho đi, cho da. Giết rồi bà mới cho chung da được. À. Trong lẫm mà chứ phải chi mà nó chặt đâu. Mà tại bà không cho da. Bà không cho da. Bà níu lại đó, bà không cho da. Tôi nói mà tôi còn nổ ấp. Thôi trời. Bởi con nghe chỗ đó đi, ai đi ngang đó người ta cũng sợ luôn á. Nói với con gì nè, nghe hồi đó đó. Người ta đó nghe đi qua đi lại đó. Bảo quá ra người con gái đẹp lắm, bà đứng đó. Mày đi đâu, mày đi giờ này mày mới về. Mà miễn nói thiệt á thì thôi nha, mà nói dối là bà bắt chết luôn đó à. Cái thằng Long mà con của anh ba tôi nè, nó đi chơi, đâu 9-10 giờ đêm mới về. Quá ra người con gái đứng đẹp lắm. Hỏi mày đi đâu mà mày giờ này mới về. Nói con đi trên ô cạn, con chơi một chút con về. Đi lẹ đi. Mày không đi lẹ đó, ma nhát mày. Nói vậy là nó chạy về tới nhà nghe, nó chùi lên bộ dáng nó nằm là nó thở không muốn kịp luôn. Tại hơi bà Linh tới hiện hình ra luôn hả bà? Linh dữ lắm luôn. Rồi. Hồi đó mà cái gì? Lính gì mà hồi đó kêu con boss hả? Không. Ông sư đoàn gì nè. Mà có con bộ câu để bây giờ con trên cục đá còn, ổng viết trên cục đá còn ha. Ổng ngủ ổng gái, ổng nói bây giờ bà Linh Thính, bà cho con một con số đi. Con trúng rồi con xây cái miếu thờ bà liền. Cho trúng ngay trang luôn. Xây cái miếu chỗ cục đá mà có như mỏ con cát đây nè, giờ em lên thấy nè. Dạ, có vẻ em. Chỗ cây xăng giờ em lên nè. Dạ. Vì ổng không chịu, ổng đập phá cái miếu. Ông đốt biết bao nhiêu miễu nữa rồi. Là bà lúc bà hai, cô hai á, là bị nhét cát đá nó chôn ở đó. Giờ từ cái ngày mà cái chú kia chui vô chổng mà lỡ mạo phạm cái thi thể của bà, thì bắt đầu từ lúc đó là bà hiển linh lên luôn ha bà Sáu? Thì bà linh hồi trước khi là trước đó luôn hả? Ừ. Bạn ơi, hiện cái một cô ấy mà để thử thách những cái người đi qua lại luôn. Rồi sau này thấy linh quá ta mới lập miếu hả bà ha? Sau này mới lập cái miếu. Dạ. Mà thờ đây ha, là cô nói với con ha. Cái thằng con nó đi đốn tầm dâm trên núi mà nó ngủ trưa mà bả lại bả kêu bả nói mày phải về, mày phải cắt cái miếu cho tao. Mà cái miếu của bả là ở ngay trên cục đá này, mà nó không biết, nó lại nó xây ở đằng này xin keo 2-3 lần bả không cho đó. Bả quyết định là ở trên cái cục đá đó chứ xây chỗ khác là bả không chịu. Ôi linh ghê hả bà ha. Bây giờ con đi lên đó là gặp cái miếu của bà liền. Dạ. Nếu tính ra thời điểm này thì tới này thì bà hai đã tầm khoảng bao nhiêu tuổi ha bà Sáu? Trời ơi, tuổi dữ lắm rồi. Tới là mấy kiếp rồi. Ông bà của tôi là mấy kiếp rồi. Tính bà cũng mấy trăm tuổi ha bà Sáu? Ừ. Nhưng mà linh tới mà sau này vẫn còn linh luôn ha bà Sáu? Bây giờ cũng còn linh. Tại vì mà con... bây giờ bà đi tu bớt rồi. Tại con nghe nhiều cái bà con ở xích đằng khúc mà đằng miếu bà hai nó cũng kể về cái giai thoại về miếu bà hai nha. Ừ. Mà không có
nghe nói nhưng mà không, con không có ghi hình được á. Hôm nay rất là may mắn gặp bà Hai và bà Sáu kể lại câu chuyện của cô Hai luôn. Mà công nhận bữa nay có duyên ghê luôn á. Tới con tụi con xuống đây mà biết thêm câu chuyện ở dưới đây nữa. Mới nãy là con định lên ngôi miếu con quay nha, nhưng mà mưa con không dám lên. Cô nói con nghe, cái thằng con trai của cô nè, nó mặn ruộng đó hen, cái thằng nãy ngồi trên cái dẫn đó. Dạ. Mặn ruộng hen, giái là y gan giái mặn rồi phải mua trái cây, mua bông, mua hương đem lên đó cúng với tiền lên cúng tại miễu bà. Dạ. Là giái rồi là có làm sao là y gan vậy đó. À, con muốn làm sao để tạ lại bà đó ha. Ừ. Vậy là con, như con nghe được nhiều bà con là nói về cái sự linh thiêng của bà Hai đó rất là nhiều nha. Cũng là một cái giai thoại gì đó gắn liền cũng nhiều năm ở đây mà bà con của mình tin tưởng về miếu bà Hai ha. Hồi đó cô nói con nghe, hồi đó ở đây mới có hòa bình về đây, người ta trồng thuốc người ta khuya 4 giờ để gánh thuốc đi lên bà chút người ta bán. Trời ơi, bà cho đi can thì bà cho, bà không cho bà kéo đợt thằng dông ngã ngang rồi là hết đi luôn. Là kéo hai bên, đòn dông hai bên đường á bà ha, hai đòn, ngã ngang đường luôn. Hoặc ra đường rồi là không có dám đi. Trời ơi ghê dữ đi. Rồi là đứng đó là giái hoài, giái chừng nào mà bà giúp cái đợt thằng dông lên rồi là mình mới đi được. Vậy đó, bà linh dữ lắm luôn, không ai vừa đâu. Hỏi là ngày trước hình như bà cũng có chạy giặt bon bót luôn hả bà Sáu? Thì có. Lúc đó là nhà bên đây luôn hay sao bà Sáu? Nhà ở đây là nhà tại cái nền. Dạ. Chắc bà Sáu nhớ là cái hồi ức mà chạy giặt không bà Sáu? Thôi đừng có nói tới cái vụ chạy giặt. Con nghĩ là những cái cụ lớn như bà và những cái tầm 8 mấy, 7 mấy, 6 mấy vì đó là những cái hồi ức hình như nhớ như ngày như ngày nào chứ không phải là kiểu dễ quên lãng mà cái ngày mà chạy giặt con bót nó hay bà Sáu? Để cô nói con nghe, hồi đó đấy ha. Miền nó chưa có đi, nó còn ở ngoài ngoài 23 đó mày. Dạ. Ngoài 23. Dạ. Thì là chở cái me đi lại đồng miễu chuộng tư đó. Dạ. Nhà của bà ở đó. Cái ông mới mua cái nhà của ông Úc đó. Cái ông mới nói thọ tôi với bà đi về chở nằm đường dỡ cái nhà, mua cái nhà của ông Úc có. Dạ. Dỡ nhà ổng leo lên. Ổng leo lên ổng dỡ thì giờ ngoài đồng ngoài 23 còn Miên nó còn đi ngoài đầu Lập Quới, ngoài kinh Lập Quới. Miên nó còn đi ở ngoài dập dìu rồi. Mà đi lên đó nha. Thôi thấy sợ đầu gì nè. Từ ở đằng chợ mới đó nha. Dạ. Mà đi lên tới ngã ba đó nha. Thấy sợ đầu gì nè. Cái cô không biết cùng đây. Trời ơi. Miền nó vô đây, nó ăn tỉnh, dòng đó xài ăn nước mắm tỉnh không đó con. Nó ăn bởi vì nó bỏ tỉnh tùm lum theo lộ. Ai ngờ đâu, tôi nói là tôi còn nổ ốc. Cái ông này, không có phải tỉnh đâu, cái đầu người ta đó. Ông nói vậy đó, ông nói cái đầu người ta đó chứ đâu phải cái tỉnh. Cái dòm kỹ lại thì thiệt đầu người ta. Đầu gì nè, nằm hai bên bờ quay lộ á. Cái qua tới chỗ lò bánh mì của ông Trạch Tiều đó con. Dạ. Gặp bà đó, bà già, bà chắc con định cho bà đói, bà chết quá. Cái thằng chằn hầu đỏ gì, bà ngáo về đây à, nằm xếp sạch xuống như chết. Thấy tu nghiệp hết sức chắc là đói. Chạy rồi đói chết chứ không gì chứ. Không có vết thương nữa mà. Thấy tội nghiệp biết bao nhiêu nữa. Lúc đó bà Sáu trốn ở đâu? Chạy ra Chi Tôm. Chạy ra Chi Tôm mới hơi êm mà mới đi về chợ năng dỡ cái nhà. Bị mua cái nhà của ông Mừ đó. Đang dỡ cái nhà gì dưới này đang cắt ở. Ông cái ngoại con hồi đó làm thầy là khét tiếng luôn. Cái thời điểm mà bà Sáu dạy là ngay cái ngày nào hả bà? Ngày con nhớ đâu quá trời lâu rồi. Nhưng mà nó tràn vô hả là bà phải chạy luôn hả là sao? Chạy, nghe nó vô là mình chạy trước. Rồi nó vô là nó đốt hồi đó ông Năm Thái ông ở bên đó đó. Nó vô, ông ở nhà, cái nó vô đường đằng đẵng á, vô đá đi lên cái chùa đó đó. Thì nó đốt, thì nó
trăm mũi lửa thực lên dầu là ở trên du kích, ở trên dồ đó đó, bắn xuống, bắn quá bắn rồi nó dạt ra đồng, dạt ra đồng nó chạy nha, lột quần bỏ, lột quần dài bỏ, ba nó đi cài mà cùng lần được cái quần ông bận. Mà nó luồn bằng cái thun bằng vụt xe không à, không lấy cái quần ông bận gì á. Tao nói tao đi ra tao cài mà tao gặp nó đào công sự nhóc nhóc hết trơn, núp ở dưới đó đó, nó đào trước mà mình không có hay. Rồi cái nó bỏ cái quần, ổng mới thay đi ra ổng cài. Đời hồi đó đây khổ lắm con ơi, không có quần áo bạn, người bạn bộ hai bộ mà chứ không có đồ nhiều như bây giờ đâu. Rồi cái ổng mới lượm được cái quần, lượm được cái quần mà nó luồn bằng ruột xe hông đa, ruột xe đen. Vì ông bạn rồi ông đưa cho cô giặt, cô mới thấy cái quần mà luồn bằng ruột xe. Là cái quần đó của quân Môn Rốt đó hả? Ừ. Nó chạy cái đó, bận mình dạy chạy không kịp, lột cái nó bỏ. Đó là mình dạy giặt vậy rồi bà Sáu có về lên cái làng quê Ba Chúc mình lại không bà Sáu? Có đi về chợ nên dỡ cái nhà đó. Trời ơi, lên chợ nhắn nhìn thấy ghê lắm hả bà Sáu? Bởi giờ thấy sổ đầu không mới nói là cái tỉnh nước mắm. Tàn ơi, buổi tối hay ban đêm ban ngày mà sao bà thấy ban ngày là những cái sọ mà bà sáu nhìn ra là hủ nước mắm hơn. Thấy cái đầu vậy nè, tôi nói đâu là cái tỉnh nước mắm. Nó đen nói... hay sao hay bà Sáu hả? Nó đen hay sao thì nó đen đó à. Rồi cái tôi nói bộ miền nó vô đây rồi đó, bị gì ở trên Ba Chúc người ta bán nước mắm tỉnh không à. Rồi tôi nói đâu là chắc người ta vô nó lấy nước mắm của người ta nó ăn nó bỏ tỉnh ngoài lộ. Thèn thôi, tôi nói bà Đạt ơi, miền nó vô đây chắc nó ăn nước mắm nó lấy tỉnh nó bỏ tùm lum. Ổng đi tới ông nói sợ đầu của người ta không đó chứ tỉnh nước mắm ở đâu. Lúc đó quảng hồn là bà Sáu sợ rồi, cấp đó sợ thiệt rồi. Lúc đó mới quéo đó ha. Thèn thôi, sợ thiệt tình. Rồi tới chừng lên, ổng leo lên nóc nhà, ổng dòm ra ngoài, ông ba đậu lạc quới đi ra đó. Thuốc vắng ngoài lạc quới đó, đi ra. Ổng thấy Miên còn ở ngoài đó. Tiền lúc đó bên bó cọng đó luôn hả bà Sáu? Còn. Ghê tiền. Miên nó còn ở ngoài đó đó. Dạ, chưa chạy đi luôn á. Nó chưa đi. Tiền lúc đó mình về sớm cũng ở ngớn nha bà. Còn bà Tư Thép nè, Tụi Nghiệp. Đi trốn mà đi sao mà lọt vô cái dòng Miên nó giết sạch trơn luôn. Mà chị Năm tôi đó là bà chạy ra ngoài, ổng dẫn con đi ra ngoài Chi Tôn, còn bà thì bà còn ở chợ. Với bà kêu nhắn với người ta kêu ổng đi về ổng đi về có mình ơn về tấu là Miên vô dẫn đi ra ngoài đồng lộ giết hết trơn luôn. Con hai đứa con gái là học 12 hết trơn mà giết hết trơn hai đứa con gái, rồi bà cũng chết luôn, ổng cũng chết luôn. Giờ còn thằng Khôn ở dưới này là dòng họ với bà Sáu đó. Ừ, à, con ruột. Còn nhà của bà Bảy tôi 22 người mà còn sót được có một người hả? Bây giờ sót một người đó là con biết sao không? Bữa chiều đó là nó đem đệm chở đi Long Xuyên rồi nó bán, thành ra nó còn sống được đứa. Còn 21 người là trơn luôn. Rồi bà dì Út đó là bà ở thành phố đó, con học lớn không mà về đang thăm bà già chơi, về cái ngay chân ở ra đầu lộ á, lùa đi đấy ha, nó lùa ra đầu lộ nó giết á. Vậy là trong cái tớp người đó là có dòng họ bên bà nữa. Thì dòng họ dạ. Rồi còn chị Ba Khuôn đó ha, là nó dẫn đi sập hàng gì nè, đi sập hàng gì nè. Cái chị Ba Khuôn chị nói ba ơi, bắn má rồi ba ơi. Rồi thì bắt đầu nó rắn lùa tới chết dạt hết trơn. Bắn đứng bắt chặt hàng, rồi nó lấy nón đó ha. Lấy nón á, nó đem lại, mình có vàng phải đưa vô đó, có bông phải lột để vô đó cho nó, có tiền phải móc để vô đó cho nó.
lâu rồi nó bắn hết trơn luôn, nó bắn dạt, bắn ngã dạt chung chết trơn, ai sống sống ai chết chết, bắn bắn hết trơn luôn. Trong cái tớp bắn đó chắc cũng được còn một hai người sót không hả bà? Thì còn có mình bà má của chị bà Khuôn đó, bà yếu đó, rồi bắn dạt xuống gì nè, cái mấy người mà kia đó đè lên mình bà mới còn sống được. Nó nói đâu bà chết rồi, cứ nó bỏ đi, bà mới tới tối, bà mới lóc mà cửa mình nặng cho mấy cái xá kiên vớt xuống nặng, bà mới ngầu vậy bà đi được, bà đi tìm được cái chỗ bà trốn vậy ghê lắm. Bà cô sống sót cái gì bà còn nữa mà sao? Bà đã giờ chết rồi cũng lâu lắm rồi, mấy chục năm nay rồi. Bà đó cũng già, bà yếu rồi. Vậy mà rất là may bà cũng còn sống sót nha. Nằm trong cái xác chết mình đi ra chắc nhìn ghê lắm đó bà. Ám ảnh. Trời ơi, con của chú Út đó. Bà vợ bầm trên tay cái bắn chúng, bà vợ chết, còn đứa con nó còn sống, nó khóc như vậy, khóc tung sùm trơn, kêu mẹ ơi mẹ, bà ba đó bà nghe mà bà đâu có dám bầm, bà nói bầm đi dọc đường đi, nó khóc đi rồi miên nó nghe tiếng nó theo nó giết chết nữa, bà bỏ nhỏ đó luôn, chết luôn, dạ, tụi người biết bao nhiêu nữa, còn dưỡng bà Nam trên này nè. Ở nước tượng chung xuống hang mà mấy chục người dưới đó đó, thằng con của Dưỡng đó, nó khóc cho bố đè vô cho ngột đặng chết, mà nó còn sống thì nó trời lúc nguyên hang sao. Phải thấy đứa nhỏ mà đặng cứu cả chục người kia, mấy chục người kia ghê lắm con ơi. Giờ thành ra mới còn sống được vợ chồng rồi con. Mấy đứa lớn còn, giờ cũng còn. Mà có con nhỏ còn bú đó. Bởi vì nó khát nước rồi nó đói đó con, xuống đó. Khát nước rồi nó đói. Rồi bú đâu có đủ sức. Cho bú chứ đè vô kìa. Đè vô cái vuốt cho nó ngột. Cho nó biết bao nhiêu. Ông nội nữa. Mẹ giết con nữa. Mẹ giết không đành. Ông nội nó đưa đi, ông bóp mũi để đi, biết bao nhiêu nó chọi lụ đạn, biết bao nhiêu ghê lắm con ơi. Ở dưới hang trời ơi, còn cô đó kìa đứng ngồi ăn cơm ba cây dừa ở sau hè, gió nó làm tè. Trời ơi, tao tưởng đâu ông quýt tới dưới lầu gạch thục lên, tao bưng chén cơm tao chạy chung sàn đường ăn vậy, bưng chén cơm chung sàn trốn. Tới chừng hồi nghe lại là không phải ô quýt. Lá dừa gió nó bay tè trên đọt. Cái gì hồi xưa mỗi cái tiếng động gì mình cũng cảm giác mình rất là sợ lắm con ơi. Ăn cơm rồi đấy hen, là phải để vô giống. Nồi chén bát chắc vô giống, quần áo để vô giống. Con tắm rồi thì phải giặt phơi liền, chứ đâu có dám để. Tụi sẵn được mình có gì mình chạy hết bà. Cô nói với con nha, tại ra con mối hai vợ chồng nó phải cô đi theo, mà không về đây gánh đồ thì hen, là cô ở theo nó, là ở cái dù đá này là chết với nó. Nó đang có chữa, nhưng mà con của nó là cũng 6-7 tuổi rồi. Cái nó có gian xe bò của cô nè, đi xuống dưới vụ đá vậy. Ngồi cái cô nói thôi để tao đi về nhà, đang tao gánh cơm, hồi nãy chạy không có kịp gánh cái nồi cơm, mới về tới cửa chùa nè, bốn cái bít tôi ngoài đầu lộ nó thụt vô xe chung vô bụt chuối nó giật hầu, nó nổ dưới vụ đá với ngay chân hai vợ chồng con mối với đứa con. Thất trơn luôn. Tới chừng trên này cô chạy xuống thì thấy người ta lấy chiếc chiếu ta đắp nó lại nằm đó. Quảng hồn. Còn con của cô với bà nội nó thì bị thương. Bị thương cái người bà nó mới bo cho bò xuống với xã vô trong, ở nhà thương với xã người ta bắn bó.
Thôi mà cô còn ở dưới là chắc cô theo hai vợ chồng con máu chắc cô cũng cười quá. Nói tới sợ sợ, nói là sợ lắm. Con ơi bây giờ mà nói hôn giặt tới nó không biết đường chạy. Sợ dữ lắm luôn. Mà mấy cảnh ngày xưa của các cô chú thì kiểu sợ thì trốn thí chứ nãy nghe bà Sáu nói chung bộ chú mà lỡ nó bắn trúng cũng đâu có còn sống nổi đâu. Bởi vậy thì bộ chú đâu có kính đâu. Bởi vậy thì chạy trung thí mẹ nó gì chứ có biết ở đâu. Cả xóm mình như chạy tán loạn vậy hả? Ừ, chạy tán loạn. Hồi đó cái đồn ở đằng vụ đá lắm. Mình nhà ở đây nè. Mấy ông vợ, chiều mấy ông vợ. Có khiếm nhà này nghe, chiều nay phải tản đi kìa. Ở đây là, ở ngoài này bắn vô, trong đồn bắn ra lạc đạn. Quảng hồn đi, gánh đồ chạy đi xuống dưới kia. Sợ lắm con ơi. Mà xưa thường bà con mình chạy giặt chắc chạy bộ nhiều hả bà? Chạy bộ không chứ có gì chạy. Có xe bò. Ai có xe bò lên xe bò, không có hả gì gánh chạy. Đó ghê quá ha. Ghê lắm, giờ nhắc lại tôi nhớ. Giờ tôi nói có chắc tôi chạy không nổi quá. Bà tới đó còn cổng bà Sáu rồi. Hả? Còn cổng bà chạy đi ha. Sáu chứ. Sáu giờ chạy giặt là chạy hết nổi luôn rồi. Chạy gì nổi nữa. Hồi đó gánh cơm, gánh chén, gánh nồi. Nếu bây giờ nhắc lại bà Sáu thấy sợ không bà Sáu? Sợ. Má mạnh tới giờ luôn hả bà? Giờ phải có mà chặt chạy không nổi đâu. Sao 40 mấy gần 50 năm rồi mà bà Sáu nhắc lại bà Sáu vẫn còn cái gì đó nó còn ám ảnh mình, nó sợ luôn. Những hình ảnh ngày trước bà Sáu gặp trực tiếp vậy nhìn chắc mình nhớ hoài luôn, đâu có quên được bà. Đâu, ghê lắm con ơi. Đi nậu cái mà đi về chợ mà ở cái nhà của ông Út đó mà thấy là sợ. Chắc nhìn cái những cái hình ảnh mà cái làng của mình bị đốt cháy hết rồi mà nhìn kiểu như mình cảm giác của mình chắc đáng sợ ghê lắm hả bà. Nhìn cái cảnh là con của mình bị mất mạng mà nằm lởn ngởn ở trên đường này kia từ lương hết nữa. Ông đó cậu tội nghiệp cậu Tám Đê, ông là ông gánh. Mà ổng ở chùa ông Tư nè, cái ổng mới dẫn tính dẫn dân đằng chạy, tính dẫn dân đằng chạy vậy. mới qua tới chợ cái người ta gặp, trời ơi ông gánh mà ông còn dẫn dân ông chạy, nói khích gì đó mà ông trở lại thành dân giết chết trơn. Ông nói khích có một chút đó mà ổng nói giận vợ con gì mà trong bổn đạo trở lời tối vô giết hết trơn. Không có đứt ruột ha. Còn con của chị con của Tướng Sáu đó không biết cách thức làm sao mà hay thiệt. Bắn heo làm sao mà gục cái cánh tay mà lại gục cái giò và bả bọng trên tay đó mà thiệt hình hay thiệt thoát khỏi luôn hả bà. Bởi vì hay nha, hay thiệt. Còn cô Năm Bé ghê cổng trên tay chắc bỏ mạng cái quen. Cổng trên tay chạy luôn hả bà Sáu? Cổng trên tay bắn cái áo của con bé đó đứt đạn nó sượt vô đây mà chỗ cái vô cái ngực cái tim của cái người cũng nằm trên lưng. Mình còn sống không bà? Chết luôn. Dạ. Ghê lắm con ô. Anh hỏi chuyện Nhật Miên và kể chuyện chồng Mỹ. Cái thời điểm mà hồi lúc bà trong xóm của bà chạy có người lớn tuổi gần như bà hiện giờ không? Cũng có chứ. Các cụ đó chắc cực khổ dữ chứ bà. Trời ơi. Nó chết luôn đó chứ. Chạy gì nổi. Chạy không nổi đâu.
Vậy là ngày xưa khi chiến tranh là khổ nhất là người già với trẻ em. Khổ lắm. Nguy hiểm nhất luôn. Mình anh ai nó chạy chứ khi mà mình đứng mình thấy cái cảnh mà người già mà bị với trẻ em bị chắc đứng có đau lòng. Miên với miên mà nó vô nó cùng giết. Miên trên nô cạn thì chạy gần chết mồ luôn. Nó nói không theo nó là nó giết. Tại vì tới hai cái thấy lội mà nó lội nó mà lội bánh bót. Nó miên đỏ. Còn bên đây thì cái người dân Khmer bên đây của người ta sống mình người ta người bình thường. Bây giờ tụi con nhiều khi có gặp các cô chú người Khmer cũng có hỏi tìm hiểu đó. Các chú nói, ôi con ơi, chạy muốn chết luôn. Chạy bỏ nhà bỏ cửa, chạy chết mồ. Kiều Âu chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay để trở lại một cái video clip của mình, thì ngày hôm nay mình sẽ đi lên cái một ngôi miếu rất là linh thiêng ở ngay cạnh một cái con đường lộ đi về Ba Chúc, Chi Tôn, An Giang. Thì mình cũng may mắn được một cái bà cụ chia sẻ là về cái ngôi miếu này, và ngôi miếu này ngày trước rất là linh thiêng thì khiến cho nhiều người đi ngang đây phải khép nép và đi qua cái con lộ này. Thì giờ mình theo cái được cái sự chia sẻ của bà cụ á, thì bà cụ nói là những cái người mà đi ngang con lộ này ngày trước á, là họ gặp nhiều cái chuyện rất là lạ kỳ, và gặp một cái cô gái đứng cặp lộ khúc ngay chân cái vị trí này luôn. Và hãy ai đi ngang á, thì cái người phụ nữ này sẽ hiện ra và hỏi đi đâu rồi làm cái gì, và hỏi rất là cặn kẽ. Người phụ nữ này hỏi rất là cặn kẽ về cái người mà đi ngang cái đường đi này, thì khiến cho nhiều người rất là hoang mang và sợ. Thì mình được biết là cái người phụ nữ này hiện ra là để thử lòng các người thanh niên trai làng, coi có ai mà ý định xấu hoặc là mê gái hoặc là những cái gì đó mà không có tốt á, thì sẽ khiến cho những cái người như vậy gặp những cái chuyện rất là kinh khủng trên cái đoạn đường đi về. Mình cũng rất là may mắn được bà cụ này chia sẻ về cái ngôi miếu này rất là linh thiêng, và giúp cho nhiều bà con khắp phương khắp nơi mà biết cái ngôi miếu này những cái ngày trước mà cái ngôi miếu này á, là mình được biết là có một cái người phụ nữ ngày xưa đã mất mạng trong những cái thời mà chiến, thời mà giữa cái Việt Nam của mình bị những cái đô hộ của nước ngoài á. Rồi bà không biết lý do tại sao đó, thì bà lúc mà đang có bầu á, thì bà bị mất mạng. Và cái lý do gì đó mà không biết tại sao mà mọi người không có chôn cát bà, phải đem bà lên trên cái vị trí cái ngọn núi nhỏ này nè, để mà nhét vào một cái kẻ đá để ở dưới đó luôn. Rồi cái giống như là luyện đại bà vô đó. Nhưng mà trong khi đó nghe nói đâu người thân có hay sao đó mà không biết sao mà họ đem bà, cái người phụ nữ này đem nhét vô một cái kẻ đá. Thì trong cái bao á, thì một thời gian trôi qua nhanh. Có một những cái người mà người ta đi tìm những cái nói chung là đồ phế liệu, những cái nhôm thô thao mũ bể gì đó họ bán á. Rồi họ đi có cái một công chú đó đi lên trên này nè để tìm. Tại vì ngày trước cái dùng của mình là chiến tranh rồi bom đạn gì đó nó từ lửa hết trơn. Rồi đi lụm những cái vỏ đó, những cái kim loại á về bán. Thì cái chú này đi lên trên chỗ đi lên đây nè. Rồi nhìn vô cái kẻ đá. Thấy có một cái bao. Thì chúng ta rất là mừng.
rất là mừng rỡ đó nha, giống như là nhặt được những cái gì đó, những cái đồ mà mũ này kia của bà con người ta bỏ hay sao đó để nhặt về để mà đem bán. Thì cái chú này cũng có sự tình cờ thôi vào đó để mà nhặt, khi nhưng mà nghe được chia sẻ là cái hang đó cũng khá là to, và cái chú này chui xuống định lấy những cái nhặt những cái đồ đó ra. Thì chú bước vô trong đó, chui vô, chú dở cái bao ra, chú mới tá quả ra là thấy những cái thi thể, rồi cái hài cốt nằm ở trong cái bao đó. Chú hoảng hốt, chú la thất thanh luôn. Và trong khi đó là những cái người mà đi cùng của chú á, đi cùng với nhau đi lên núi á, họ nghe chú này ra la hoảng hốt thất thanh quá, mọi người mới chạy lại cái nơi này để mà xem coi cái chú này bị cái gì mà la dữ thần vậy. Thì khi chạy lại thì lạ thay một điều, thì chú này đi ra không được. Rồi mọi người trong cái đoàn của chú á, rồi biết rồi, người ta mới mua đồ nhang khói gì đó, người ta lại người ta cúng, người ta xin bà. Và giấy một hồi giấy gian hay gì đó, là họ mới là bà giống như là tha là hứa cho cái chú này và đi ra. Qua được thì từ đó là những cái lời đồn thổi của bà con nói là ngôi miếu này rất là linh thiêng về cái nơi đây. Và khiến cho nhiều bà con ở đây cũng rất là tin tưởng về đây để mà nhang khói, rồi xin sức khỏe, rồi những cái gì đó rất là nhiều. Người ta tập trung ở đây nhiều nha. Nhưng mà sau những cái thời gian gần đây, sau này thì mọi người ít có lại bị lãng quên cái nơi này. Mình được bà cụ chia sẻ thì ngôi miếu này rất linh thiêng, và cho linh thiêng đến ngày hôm nay luôn nha. Là cũng thỉnh thoảng vì đó người ta thấy một người phụ nữ đi ngang cái con đứng cặp nó lộ con đường này, và cái gì đó rất là nhiều. Thì mình hôm nay á, mấy anh em đi về đây nè, đợi miếu bà để mà thắp hương nhang khói, để mua trái cây này kia để cúng, để tưởng nhớ mình nhớ bà này đây. Cũng như mình thấy là lâu năm lâu ngày gì đó người ta không có ai nhang khói. Chào em, nãy giờ em đem đầu cúng coi ha. Đúng rồi, nãy giờ trên đây có cái hang nhỏ nè. Trước đây có nghe bà nói không, trong clip có nghe bà nói không, là trước đó là bà ở bị nhảy trên bên đó. Ở đây em cũng nói hơi quá, rồi sau đó thấy linh thiêng quá, nó lập miếu ra thờ. Vậy là cái nơi bài thờ nữa. Vậy là ở trong đó là cái nơi của bà hai ngày trước bị người ta mắc rồi bà đem vô đẩy trong cái hang trong núi phải không? Dạ. Là trong đó đó hả? Dạ. Đây đó mình hấp hương xong mình sẽ lên đây quay tiếp cho cô chú anh chị em xem nhé. Thì các bạn ngay cái chỗ nơi thờ tự của bà là đặt cái vị trí là có một cái hòn đá rất là to và bằng phẳng ở đây. Và miếu của bà nhìn rất là đơn giản. Thì mình xin lên tiếng gần là mình quay phim nha. Ở trong thì có những cái mình đem trái cây nè, nhang cúng nè, cái này. Và những cái chữ đó chữ gì mình không được biết, cô chú anh chị biết là giúp cho mình lần nha. Mấy anh em đem lại đây để mà thắp hương nơi đây, tỏ là mình kính đây. Thôi mình tạm dừng video để mình sẽ cúng xong mình sẽ đi tiếp nha cô chú anh chị. Thì phía bên trong đó mình thấy là những cái nghe cái gì sạc sạc bên đó ta, biết cái gì bên đó mà nghe tiếng sạc sạc giống như là có ai đi hay sao. Miếu của bà thì xây dựng bằng những cái tôn đỏ nhìn rất là uy nghiêm, vách thì cũng bằng tôn luôn. Ê, em nghe tiếng gì sạc sạc nãy giờ không? Dạ. Nghe tiếng gì sạc sạc nãy giờ đâu? Phía đâu bên đó đó? Giống như con gì nó chạy vậy đó, mà phía... con gì chắc bự lắm á. Phía đâu bên đó đó? À, nghe tiếng luôn. À, phía bên trong là có chuông nha, một cái chuông, một cái bát hương này cũng khá là lâu rồi, và những cái giấy đó, giấy bùa hay là gì đó mình cũng không được biết. Thì phía bên đây là có cái này, cái lọng của bà hay gì nè, rồi đó là quần áo hay là mão gì đó. Bên đây cũng vậy, giày dép và những cái bộ đồ cho bà, và những cái hương ở đây. Đèn cầy này khá là lâu năm. Và một cái này là cái sâm gì nè, xin sâm. Phía bên đó nó bị gớt thì mình không dám đụng vô tới nha. Còn phía bên đây không biết để làm gì mà có một cái
thầy cái gì mình không biết luôn. Tại vì hồi trước là có một cái miếu đây nữa hay sao. Và ở đây có những cái hòn đá rất là to, như hình vị rất là lạ kỳ. Cái gì mà cục vậy ta? Không biết phát ra từ đâu mà nãy giờ nó. Và bây giờ mình sẽ đi vô nơi cái bà hai ngày trước đã bị giống như là chôn cắt bà ở trong cái hòn đá này. Thì mình bước ra cái phần hậu của ngôi miếu á, mình thấy được những cái chung nó bị bể nè, những cái cấm hương, những cái cao trầu gì ở đây. Ở đây có một cái dĩa rất là lâu năm. Ê, cái này gì ta? Cái gì đó? Cái dĩa. Cái dĩa này rất là nằm bị bể. Cái cây gì nó tùm lum anh. Thì mình nhìn ra phía sau nha, có một cái hòn đá hình vị rất là lạ kỳ. Giống như là kiểu như là có văn, có dãy gì nhìn lạ thường. Hay là do những cái tác động ngày xưa mà qua nhiều năm gì đó, những cái hòn đá ở đây có những cái văn dãy gì đó giống như hình những hình ảnh giống như là những con thú, những con này con kia, rắn, rùa, rồi đủ thứ hết. Nói chung là thiên nhiên tạo hóa tạo nên là những cái hòn núi á, có những cái hòn đá rồi những cái hình vị rất là lạ. Nhìn lạ mắt lắm. Tự nhiên mình đi tới đây có cái gì đó xào xào phía sau đó. Cô chú anh chị có được nghe không? Nghe được thì nhớ giúp cho mình cái bình luận nha. Có giống như mình không? Những cái hòn đá này nó có văn vậy. Kiểu rất là lâu năm. Và cái đầu giống như là một cái con gì đó. Còn cái này là những cái giống như nho gừng hay là cây giác gừng vậy nè. À, bông giác. Như nho gừng thôi vậy. Cái này cũng dòng mưa là bắt đầu có những cái nho gừng nha. Thì phía bên đây là có một cái chỗ cái bàn thờ để mà thờ tự ở đây. Mấy anh em cũng đã thắp hương rồi. Các vị các ngày ở đây quan hỷ cho anh em tụi con đến đây làm một cái thước phim này để cho cô chú anh chị ở phương xa biết được những cái nơi thờ tự ở vùng bãi núi của mình, rất là nhiều những câu chuyện huyền bí về những cái chuyện tâm linh không có thể lý giải. Mình là cái người giống như hậu học thôi, mình tìm đến để quay những cái nơi miếu như thế này thì nó có nhiều cái câu chuyện và những cái tích ngày xưa thì truyền miệng với nhau và được bà con luôn truyền và giữ lại để mà những cái ngôi am tự hoặc là những ngôi miếu nhỏ ven đường, những ngôi miếu rất là linh thiêng, giúp cho bà con rất nhiều chuyện mà khó có thể lý giải được. Ở đây có một cái hang rất là sâu vậy nè, chắc cái nơi của bà hồi đó bị mắc kỳ ấy vô đây luôn hay sao á. Hình thì rất là lạ nha. Như lúc trước là đâu cái bao đó nằm trong đây nè. Vậy bà nằm trong đây luôn hay sao đó mà cái chú đó chui vào thì bị mắc kẹt ở đó luôn, không có ra được. Phải giấy gian xin bà dữ lắm luôn mới cho ra. Hay là những cái vị trí ở đây ta. Những cái đá kẻ quá thầy luôn. Mình thì không biết được cái vị trí chính xác, mình chỉ nghe bà cụ chia sẻ lóng thóng trong cái video clip mình được bà kể lại, mình mới tìm đến đây. Nhưng mà không biết chính xác là cái nơi của bà hai ngày trước là bị được chôn cắt ở trên một cái khe đá. Hơi chưa không có kiểu mà chôn gì chân, giống như là người ta để bà như vậy thôi. Thì mình rất là may mắn được cái bà hai đó là cháu của mấy đời vì của cái miếu bà hai đây. Nhưng mà bà chia sẻ vậy thôi, nhưng mà bà lớn tuổi á, bà không có đi được. Nên anh em phải tìm ở đây để mà có những cái thức phim cận cảnh như thế này cho cô chú anh chị biết được là những cái câu chuyện của mình đi á là có những câu chuyện, những cái thực tế nhất.
ở đây thì một có là một cái ngọn núi nhỏ được bà con ở đây, nó giống như một cái đầu gì đó, nhưng mà được bà con ở đây người ta gọi theo cái truyền miệng á là núi nhỏ. Thì ngày trước là nghe nói đâu cái khu vực đâu ở trên này, ở trên đâu đó đó là có một cái đồn gì của những người lính ngày xưa, những chế độ cũ hay sao đó, mình chỉ nghe đại khái vậy thôi. Thì mình được biết đó nha, là cái nơi này là những cái người chiến sĩ, những cái anh hùng của đất nước, những anh bộ đội cũng đã mất mạng trên cái ngọn núi này rất là nhiều, và những cái oan hồn tử sĩ gì đó nhiều lắm bà con của chú chị ạ. Nó nhiều cái hòn đá mình thấy rất là lạ ha. Thì bởi vì ngày hôm nay mấy anh em á là mua đến đây mua trái cây và mua những bánh men để mình cúng, mình tỏ lòng thành kính cho các vị, các ngài phước mặt ở đây. Ở đây thì có những cái hòn đá ở bên đây rất là nhiều, và ở đây nó giống như là nó bích mù hết rồi, mình không thể nào mà mình tìm đi lên trên được nữa. Những hòn đá đây có hình dạng rất là lạ nha. Đó, mình nhìn qua đây nè, nó kiểu nó ngộ lắm. Thấy chưa? Một chút anh chị thấy được cái hòn đá này nè, giống như một cái phần đầu đưa lên vậy nè, nhưng mà nằm được đất lấp phủ lại hết rồi. Không biết ở đây là có đường đi qua, bà con người ta lên đây hay sao. Để mình cố gắng mình lên trên hòn đá đó, mình quay cái cảnh gọng gọng cho cô chú anh chị dễ thấy được ha. Nguyên cái hòn đá này chứ. Thì từ đây là mình có thể là mình nhìn xuống cái dưới đường lộ luôn nha. Dễ biết, để mình đi lên cái hòn đá trên đây để cho cô chú anh chị dễ thấy được cái khung cảnh xung quanh đây, mà có những cái gì đó nó đẹp, biết trèo lên được không? Thử đi. Ây dạ, các chị cái ngày cho con lên đây các chị ơi. Wow, nó giống như một cái thung lũng gì đó, nó tạo nên cái một cái kiệt tác rất là đẹp nha. Hòn đá ở đây cũng vậy nè, và bên đó thì mình nhìn như đó là có một cái hang gì đây, cái hang gì đây nè. Đây, tối quá rồi nên mình không có đi xuống đó được, những cây lùm không có chú anh chị. Bên đó nó còn những cái hang nữa kìa, rất là nhiều nha. Thì chứng tỏ nơi này là ít có người mà lên đây. Ý, cái đó tổ mối gì ta mà giống kỳ vậy nè, nó giống như có một cái màu đều rồi. Nó có một cái màu xanh cái gì đâu đó. Ở trên đó toàn là gừng không à. Phía trên còn một cái ngọn đồi nữa cô chú ơi, đi lên trên đỉnh. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì ở trên đó thì mà mình chắc mình không có lên được đâu nha, không có lên được. Phía bên đó là cô chú anh chị có những cái hang hố gì ở bên đó, nhưng mà mình không có đi được. Ở đây nó kiểu như là nó tùm hết. Đặc biệt ở đây có những cái hòn đá rất là lạ nha. Đá này nó có những cái hình thù nó ngộ lắm, nói chung rất là kỳ lạ luôn. Do những cái tạo hóa, những cái thiên nhiên gì đó mình cũng không có được rõ những cái này. Cô chú anh chị biết được thì giúp cho mình bình luận nha. Thì video của mình tới đây cũng khá là dài rồi, mình cũng xin kết thúc video đây. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo trên những cái chuyến đi, những chuyến khám phá của những cái nơi của quê hương An Giang. Những cái nơi cảnh đẹp của quê hương An Giang mà cô chú anh chị chưa có từng đi và từng biết, thì kỳ mình cũng đi như thế này để mà quay lại những cái cảnh, những cái nơi rất là đẹp cho cô chú anh chị, chia sẻ cô chú anh chị được biết được nhiều nơi linh thiêng, nhà mầu nhiệm của ông bà ngày trước ở vùng Phát Sơn An Giang. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo nha. Chúc cô chú anh chị một ngày mới an lành, có nhàn tràn đầy sức khỏe và năng lượng.